dụ tin một nhà ngoại giao tại Liên Hợp Quốc từ chức. Tham tán Boris Borarev thuộc phái đoàn thường trực Liên bang Nga tại văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, được cho là đã nộp đơn từ chức và phản đối chiến dịch Nga tại Ukraine. Tờ The Washington Post ngày 23 tháng 5 đưa tin, một nhà ngoại giao Nga tại văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ đã từ chức sau khi không đồng tình với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Trong thư gửi các đồng nghiệp tại Geneva và đang trên tài khoản Linh Eden của ông, thì tham tán Boris Borarev thuộc Phái đoàn Thường trực Liên bang Nga tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva cho biết ông nghỉ việc từ ngày 23 tháng 5. Ông cho biết là trong 20 năm sự nghiệp ngoại giao, ông đã thấy nhiều chuyển biến trong chính sách ngoại giao của Nga, nhưng chưa từng chứng kiến sự việc như ngày 24 tháng 2 vừa qua, khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Theo ông Borarev, chiến dịch quân sự không chỉ ảnh hưởng đến người dân Ukraine, mà cả người dân Nga, đến niềm hy vọng và viễn cảnh về xã hội tự do thịnh vượng của Nga. Trả lời AP, ông Borarev xác nhận rằng ông đã nộp đơn xin nghỉ việc đến đại sứ Gennady Gatilov, đại diện thường trực của phái đoàn Nga tại văn phòng Liên Hợp Quốc. Ông Borarev cho biết là chưa có kế hoạch rời thành phố này. Trước đó, đặc phái viên của Nga về vấn đề phát triển bền vững Anatoly Chubais đã từ chức và rời khỏi Nga vào tháng 3, nhưng không công khai bình luận về lý do. Danh bại trực tuyến của văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva nêu tên ông Borarev là tham tán của phái đoàn Nga. Hồ sơ trên linh y mang tên ông ghi rằng ông là chuyên gia về kiểm soát không phổ biến và giải trừ khí tài. Theo Reuters, phái đoàn thường trực của Nga tại văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva chưa bình luận về thông tin ông Borarev từ chức.